Hello các bạn. Bạn Quân ơi, bạn bật mic lên giúp cô đi ạ. Bạn bật camera lên giúp cô đi ạ. Để chúng mình bắt đầu học nhé. Hello. Hello các bạn. Hello Quân. Quân ơi. Teacher. Hello. Bạn ơi, bạn bật cam lên để cho mình học luôn nhá. 10 giờ rồi mình không đợi các bạn nữa. Các bạn vào lúc nào thì các bạn học nhá. Đấy, bạn nhìn thấy màn hình của cô chưa? Con thấy rồi. Ok. Nào. Bây giờ chúng mình sẽ vào bài mới luôn. Hôm nay bọn mình sẽ học A Closer Look 1, phần Vocabulary, Personality Adjective. Thì trước khi vào cái phần Vocabulary là mô tả tính cách của con người thì chúng ta sẽ có một vài từ mới. Đây là chính là những cái từ mới mà chúng ta sẽ phải học ngày hôm nay. Personality Adjectives. Cái personality adjective chúng mình học buổi trước rồi thì chỉ cần chép lại giúp cô từ số 1 đến số 9 là được nhé. Từ số 1 đến số 11 là được nhé. Rồi. Vâng. Đợi cô một xíu, đợi cô viết cái này vào các bạn, cho các bạn vào trong chat box. Nếu đã các bạn vào lớp thì bạn ấy viết lại.
Huyền ơi, bạn có nhìn thấy màn hình của cô không ạ? Đấy là từ mới của ngày hôm nay nhé, bạn chép vào giúp cô nhé. Bạn Quân viết xong chưa nhỉ? Hello. Được. Ừ.
Các bạn ơi, các bạn xong chưa ạ? Chưa xong chưa ạ? Hello. Em xong rồi. Ừ. Bạn Khánh Huyền mời vào bạn. Chết xong chưa ạ? Hello bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đọc theo cô nhé. Các bạn cứ bật mic lên đi ạ, đằng nào cũng phải đọc thôi. Bật mic lên giúp cô nhé. Bật mic xuyên suốt luôn, không cần phải tắt đâu. Number one, hardworking. Now. Speak up to me. Hardworking. Hardworking. Mm. Confident. 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 Mm. Funny. Funny. Caring. Caring. Yeah, active. 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 Rồi. Careful. Careful. Shy. Shy. Yeah. Creative. 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 Yeah. Clever. Class. Clever. Clever. Okay. And kind. 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 Okay. And friendly. Friendly. Mm, friendly. Rồi. Nào, bạn đọc lại một lượt giúp cô nào. Hardworking. Confident. Funny. Caring. Active. 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 A, C, A, A, active. 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 Oh. And number four, and number six. Careful. Shy. Creative. Shy. Shy. Mình đọc. Còn âm sờ nặng ấy. Mình đọc nặng quá giúp cô. And number eight. Creative. Clever. Kind. Friendly. Kind and friendly. Kind and friendly. Okay. Dạ, bạn Huyền vào nhưng mà chắc không ở đây sao ấy. Dạ, bây giờ các bạn nhìn vào bức tranh giúp cô nhá. Và điền và nối nó với những cái tính từ của bức tranh này. Ví dụ cô làm cho các bạn. Câu đầu tiên, number one is matching with C. Đó, hardworking là chăm chỉ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là 11 giờ bạn này vẫn học, chứng tỏ là bạn ấy rất là chăm chỉ. Và confident là tự tin. Tự tin là cái bức tranh nào ở trong từ A cho đến E. And funny, caring and active. Các bạn nối giúp cô ạ. Các bạn làm luôn nhá. Bài này rất là dễ thôi. Cô làm gì bức tranh nào ạ? Đợi cô một xíu. Đây. Sorry các bạn, đợi cô chưa share. Đây. Number one là hardworking. Là mình sẽ nối với number C. Với picture C. Bởi vì bạn ấy đã học đến tận 11 giờ và bạn ấy vẫn chưa nghỉ, nghĩa là bạn ấy rất là chăm chỉ đúng không ạ? Và các bức tranh tiếp theo là
Số tiếp theo là confident, là funny, là caring và active. Nhiệm vụ của các bạn là nối từng cái tên, từng cái tính từ này với từng bức tranh của nó. Các bạn có nối luôn không hay là các bạn cần thời gian làm? Nối luôn nhá. Dễ mà. Nào, number two. Matching with confident. Matching with. Lớp mình có mỗi một bạn Quân học thôi, cho nên là bạn Quân làm luôn giúp cô đi. Bạn Huyền chưa vào hay sao ấy. Vào nhưng mà không nghe thấy gì hay sao. Không có câu 2 đối với em. Number 2 matching with E. Ok. Number 3. Có 3 đối với D. Ok. Very good. And number 4. 4 đối với B. No, caring. Caring mình lúc nãy mình là chăm sóc cơ mà. Chăm sóc á. Thì trong này là bức tranh nào là chăm sóc? Em. À. Ok. Number 4 matching with A. And number 5 matching with B. B. Ok. Rồi. Chúng mình sang năm sang bài tập số 2. Exercise 2. Use adjective with the verb to complete the sentence. Sử dụng những cái từ trong cái hộp này để hoàn thành câu. Chú ý đến những cái câu những cái từ highlight trong những cái từ mà được bôi đậm. Bôi đậm á, ở trong cái câu gọi là trong trong vế đấy. Rồi, thì các bạn nhìn nhá. Ở đây chúng mình có tất cả là 6 cái tính từ ở đây. Là careful, shy, creative, clever, kind and friendly. Thì careful là một người cẩn thận. Shy là xấu hổ. Creative là sáng tạo. Clever là thông minh. Kind là tốt bụng. Và friendly là thân thiện. Thì ở đây có sáu từ và có 5 chỗ trống. Các bạn phải chắt lọc từ nhé. Ví dụ như là Mina is very. Mina là một người như thế nào? Cô ấy đang vẽ này. She likes draw picture and she always has a lot of new idea. Các bạn hãy nhìn vào cái chữ new idea này và để đoán ra tính cách của cô ấy là người như thế nào. Cô ấy thích vẽ tranh và cô ấy thường xuyên có rất là nhiều ý tưởng á. Thì cái người nhiều ý tưởng là người như thế nào? Sáng tạo. Thế number one là bạn đọc cái từ sáng tạo bằng tiếng Anh lúc vô. Là nào nhỉ? Creative đúng không ạ? Creative. And number two. Nam là người như thế nào? Và she like helping his friend. Anh ấy thích giúp đỡ người khác. À, anh ấy thích giúp đỡ bạn bè của anh ấy. Thì anh ấy là người như thế nào nhỉ? Anh ấy là một người tốt bụng đúng không? Thì tốt bụng là gì anh ạ? Hà Quân? Hello. Hi. Kind, đúng rồi. Kind. Bạn có nhìn thấy chữ trên chữ cô viết không? Hay là bé quá? Có. And number three. Minh Đức is. Minh Đức là người như thế nào? He like meeting new people. People. Okay, friendly. Friendly. Okay. And number four. Kim is very and she pay attention to what she doing. Là cô ấy chú ý đến những cái gì mà cô ấy làm. Thì cô Kim là người như thế nào ạ? Clever ấy... Không. Kim là một người rất là gì đấy. Và cô ấy chú ý đến tất cả những gì cô ấy làm. Pay attention to là chú ý đến những gì cô ấy làm. Thì cô phải là người cẩn thận đúng không? Thì cẩn thận thì cô mới là người
chú ý đến tất cả những cái mọi việc mà cô ấy làm ấy, cẩn thận á, careful. Xíu. And number five, mine is clever. Bởi vì bạn ấy học rất là nhanh và rất là dễ dàng đúng không? Vậy thì bạn ấy là người thông minh. Rồi. Chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo là phần pronunciation, học về âm B và âm P. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với cái phần là listen and circle the word you hear, then repeat. Là và bây giờ mình sẽ đến được phần nghe nhá. Đợi cô một xíu để cô bật bài nghe cho các bạn. Cái nhiệm vụ của các bạn ấy là nghe được cái từ nào và nối vào cái từ đấy giúp cô. Và cái những cái từ các bạn nghe được ấy thì các bạn có thể điền vào chat box giúp cô nhá. Điền vào chat box luôn. Trước tiên là các bạn cứ ghi ra vở đã để cho nó đỡ bị miss từ. Và sau đấy là các bạn, sau khi các bạn nghe xong rồi thì các bạn tha vào chat box giúp cô nhá. Listen and circle the words you hear, then repeat. 1. Pig. 2. Pear. 3. Buy. 4. Rope. And listen again. Listen and circle the words you hear, then repeat. 1. Pig. 2. Pear. 3. Buy. 4. Rope. And sau khi các bạn đã nghe xong rồi thì các bạn đã ghi được hết chưa? Hay là mình còn cần phải nghe thêm không? Cô cho nghe lại từ. Ừ, nghe lại nhá. Cô cho mình nghe lại khoảng 2 lần nữa nhá. Listen and circle the words you hear, then repeat. 1. Pig. 2. Pear. 3. Buy. 4. Rope. Listen and circle the words you hear, then repeat. 1. Pig. 2. Pear. 3. Buy. 4. Rope. À, sau hai lần nghe thì bạn đã nghe được chưa ạ? Bạn đã điền hết được không? Bạn không nghe được người hết thì cô sẽ giúp bạn nhé. Number one, bạn có nghe thấy không? Ừ. Number one is pig or pig? Pig. Pig.
Okay, pig là con lợn đúng không? And number two, beer or pier? Beer. Beer or pier? Number two, number one or number two? Number one. No, number two. Đó là, người ta đọc là peer mà. Peer. Đây, cô cho các bạn nghe lại nhé. Đợi cô một xíu. Đã nghe thấy không? Nghe thấy âm thanh không? Thì như là... À, ok. Quên. Chưa sao các bạn ạ. And circle the word. Bây giờ nghe thấy chưa ạ? Bây giờ bạn nghe thấy chưa? Nào bây giờ các bạn Birds nghe lại hear. Nhé. Then repeat. 1. Pig. 2. Pear. Là pear bạn ạ. Pear. Âm rất là âm pa. Pear. Now, number three. What's your matching? What you circle? Number three là one. Hi. Đợi cùng một xíu bạn nghe lại nhé. Bye. Three. Bye. Người ta đọc là pie là cái thứ hai các bạn, là cái thứ hai nhá. Các bạn có nhớ cái chua của pie không? Là bánh ấy, nghĩa là bánh ấy. Còn cái pie là quả lê. Rồi. Number four, bạn chọn cái gì nào? Rope or rope? Hả? One. Rope. Là cái rope. Từ hai. Cái thứ một ạ. Dạ, thứ hai nhé bạn nhé. Thứ hai bạn Huyền đúng nhá. Rope. Người ta đọc là rope. Người ta không đọc là rope. Rope. Đây có cho các bạn nghe lại nhá. Nghe là vào number 4 nhá. 4. Rope. Đó. Rope. Nó có âm p ở cuối mà. Đó. Sau khi mình nghe xong rồi thì sang phần 5 nhá. Listen and then practice the chants, know the rhymes. Là các bạn nghe và thực hiện cái bài đồng ca này nhá, xong rồi chú ý cái âm điệu của nó. Các bạn chú ý cái âm điệu là gì ạ? Là bạn phải chú ý cái chỗ nào mà có âm p và có âm b ấy, âm p và âm b ấy. Thì các bạn chú ý vào đấy giúp cô lại tìm ra cách đọc khác nhau. Ví dụ như cái chữ p ấy, thì mình đọc là picnic and bringing. Đọc là picnic thì nó sẽ nặng hơn, còn bringing thì là cái chữ b mình sẽ đọc nhẹ hơn một xíu. Picnic and bringing. Ok. Nào. Nghe nhá bạn nhá. Các bạn không nghe thấy âm thanh thì các bạn nói cùng với cô nhé. Listen and circle. Nào các bạn nghe thấy không? Các bạn nghe rõ, các bạn có nghe được không? Có nghe được âm thanh không? Circle the words you hear, then repeat. Nghe thấy không? Ừ. Đợi cô một xíu nhá. Sang bài đọc mới nào. What does your best friend look like? She's short with long black hair. Listen, then practice the chant. Notice the rhyme.
We're having a picnic. We're having a picnic. Fun, fun, fun. We're bringing some biscuits. We're bringing some biscuits. Yum, yum, yum. We're playing together. We're playing together. Hurrah, hurrah, hurrah. Còn bài nghe của mình, bài chance của mình. Và cái này thì mình có thể về nghe lại trong cái easy class của mình nhá. Nào, chúng mình sẽ sang phần học bài học tiếp theo, là chính là phần a closer look to. Hôm nay chúng mình sẽ học về phần ngữ pháp nhá. Thì phần ngữ pháp của bọn mình ngày hôm nay đó chính là the present continuous, là thì hiện tại tiếp diễn. Các bạn có nhìn thấy trên màn hình của cô không? Dạ hai. Rồi. Đợi cô một tí. Đây. Thì đây chính là ngữ pháp của thì hiện tại tiếp diễn. Đây nhá. Các bạn nhìn vào phần remember giúp cô nhá. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những cái hành động đang xảy ra. We use the present continuous for action happening now. Chúng ta sử dụng thì để tiếp diễn để diễn tả những cái hành động đang xảy ra ở hiện tại. Thì ví dụ như là she talking là cô ấy đang nói. They are not talking là họ đang không nói. Ví dụ như là cô và chúng mình đang học thì chúng mình là đang học như ở hiện tại đúng không? Thì ví dụ thì chúng mình có thể nói là we are learning now. Đó là chúng ta đang học bây giờ. Thì cấu trúc của cái thì hiện tại tiếp diễn á, nó là đây là câu khẳng định và là câu phủ định. Câu khẳng định thì là chủ ngữ cộng to be, cộng động từ to be là am, is, are đó. Nếu mà mình là phủ ngữ là phủ định thì mình có thể thêm not vào phía sau động từ to be cộng với cả verb ing. Cộng với cả verb ing là verb thêm đuôi ing các bạn, để diễn tả những cái hành động đang xảy ra ở hiện tại. Và đây là câu nghi vấn thì chúng mình đảo to be lên đầu là am, is, are cộng với chủ ngữ và cộng với cả verb ing. Thì đó là chuyển sang câu nghi vấn. Thì dấu hiệu nhận biết của cái thì hiện tại tiếp diễn đó là now, at the present, at the moment. Tất cả những cái ba cái từ này đều có nghĩa là hiện tại. Đều có nghĩa là hiện tại nha các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ các bạn take note lại giúp cô cái cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn nhé. Đây, cô đã gửi tài liệu vào trong cái phần chat box của các bạn rồi nhé. Cái này các bạn đã học ở trên trường chưa? Ta học từ năm lớp 4 rồi chứ. Các bạn ơi, các bạn bật camera lên giúp cô nhá, để cô theo dõi các bạn đang làm gì nhá. Tắt mic hay tắt cam? Cô thì dễ học từ lớp 5 rồi. Ừ, lớp 5 rồi đúng không? Cái này cô học lớp 4. Thế là mình học rồi thì có thể là mình sẽ vào làm bài tập luôn. Cái này chỉ là củng cố thôi mà. Các bạn chỉ cần chép cấu trúc thôi nhá, chứ không cần phải chép cái cách dùng đâu.
Rồi. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ vào phần thực hành làm bài tập luôn nhé. Phần bài tập thứ nhất là put the verb in the bracket in the present continuous. Có nghĩa là các bạn hãy chuyển những cái từ ở trong ngoặc này thành thì hiện tại, thì hiện tiếp diễn. Chú ý là nhớ động từ to be nhá, đừng có quên động từ to be đấy. Nào, number one, vì các bạn học rồi nên là các bạn sẽ làm luôn. Cảm ơn giúp cô nhá. Thì Huyền làm bài 1 đi, Huyền làm bài 1 đi. Yeah. Now I'm reading a book now. Okay, you're reading. Number two, they, yeah. They are playing football at the moment. They are playing football at the moment. Number three. Là bạn Huyền à? Huyền làm nốt giúp cô bài 1 nhé. My sister isn't making a sandwich at present. Isn't making. So, number 4. I'm going. Yeah, I'm going. Very good. And number 5. They talking about the elephant. Okay, talking. Talking about the new friend. Bây giờ chúng mình sang bài tập thứ hai. Look at the picture. Write sentence like the example. Use positive or negative present continuous verb. Có nghĩa là chúng mình sẽ nhìn vào trong cái bức tranh này và như viết ra những cái câu giống như cái ví dụ này nhá. Ví dụ là she talking to my. Động từ là talk và bạn ấy chuyển sang là talking khi mà bạn ấy chuyển thành hiện tại tiếp diễn, sử dụng những cái thì hiện tại hoàn những cái động từ khẳng định và hoặc là phủ định nhá. Ví dụ đó là như kiểu là isn't hoặc là I'm not hoặc là aren't đó các bạn. Nào, ví dụ như thứ nhất nhá, là Nam and Bar. Nam and Bar thì hai bạn ấy đang nói chuyện đúng không ạ, chứ không phải là eat ice cream, không phải eat ice cream nhá. Thì các bạn ở đây các bạn có thể ghi là aren't hoặc là are not đều được. Eat ice cream, eating ice cream. Ok, thì các bạn phải nhìn bức tranh để viết được câu. Và Lan and Trang thì take photo thì đúng rồi nhá. Hà thì write a letter là cũng đúng nhá. Còn Dương và Hùng á, bạn ấy play badminton hay là không, hay là bạn ấy chơi trò chơi khác. Và bạn Phong thì bạn ấy có đang draw picture hay không, hay là bạn ấy đang làm hoạt động khác nhá. Nào, bạn này thì Quân và Huyền mỗi người làm một câu nhá. À, mỗi người làm hai câu nhá. Phần 2 và 4 là của bạn Quân, còn phần 3 và 5 là của bạn Huyền nhá. Nào, mình làm luôn giúp cô ạ. Lan and Trang is taking photo. Y hả bạn? Động từ to be của số nhiều là gì ấy? Động từ to be của số nhiều là gì? A. Ừ, A. Các bạn đã ghi được đây là ít. Hả? Ừ. A nhá. Từ hai người trở lên là A rồi. Taking photo thì đúng rồi. Rồi. Number 3. You're writing a letter. Okay. And number 4.
Number 4 mình sử dụng dạng phủ định giúp cô nha. Bởi vì bạn này bạn đang không chơi không chơi badminton nhá. Number 4 là của bạn Quân nào? Dương and Hùng Azen play badminton, playing badminton. On playing badminton. Rồi, and number 5. Huyền à? Huyền là nốt nào? Drawing a picture. Không gì? Không isn't drawing a picture. Drawing a picture. And he running. Oh, he's running. No. Can I number exercise 3? Work in pair. Look at the picture and answer the app. And ask and answer. Thì bài này các bạn làm việc theo nhóm, theo nhìn vào những cái bức tranh và hỏi, viết ra câu hỏi và tự trả lời đó các bạn. Thì thôi bài này không làm việc theo nhóm, bài này cũng khá là dễ và các bạn đã học rồi. Thì ok, number one thì cô sẽ làm ví dụ cho các bạn. Ví dụ trước đi. Thì ví dụ như ở đây này là người ta đã cho sẵn các bạn là your sister make a cake. Thì cái này bọn mình phải chuyển thành câu nghi vấn. Thì khi chuyển thành câu nghi vấn ý, thì bạn phải chuyển động từ to be lên đầu, rồi cộng với chủ ngữ, rồi cộng với cả động từ verb in. Đây là thành is your sister making a cake, có nghĩa là chị gái của bạn đã làm bánh đúng không. Thì nếu ở trong cái bức tranh này cô ấy đang làm bánh thật thì các bạn trả lời là yes she is. Còn nếu như mà cái bức tranh, trong cái bức tranh á mà cô ấy không làm bánh thì các bạn phải trả lời no, she isn't. Ok, xong. Và number one, cô sẽ làm với các bạn number one nhé. Number one. Ở đây, người ta đã cho mình là your friend. Your friend will swim. Thì các bạn đợi cô một xíu. Ở đây đã là your friend rồi, nhưng mà your friend đây là số ít nhá, bởi vì không có s ở đây. Thì mình phải chuyển động từ to be là is lên đầu. Is cộng với chủ ngữ, chủ ngữ ở đây là your friend. Is your friend. Swimming. Cộng với cả hỏi chấm. Thì đó chính là cái câu trả lời, câu hỏi cho cái phần bài này. Và bạn nhìn bức tranh nhá, khi mà đây là người ta đang bơi thật, bơi thật thì mình sẽ trả lời là yes, he is. Rồi, còn nếu mà người ta không đang bơi thật, ví dụ bức tranh số 2, thì các bạn phải trả lời là no, he isn't, hoặc là chủ ngữ thêm về cả not. Rồi, number 2 and number 3. I wanna call Quân nào. Em kêu cô là bạn chú ý động từ to be nhá. Vâng, listen to music. Listening to music. Chú ý nhá, hiện tại tiếp diễn đấy. No, they aren't. Bạn có thể trả lời là họ đang làm gì được không? Ví dụ như là họ đang đi picnic chẳng hạn, thì là no, they aren't. They are going to the picnic. Going picnic chẳng hạn, người ta đang đi picnic mà. Vâng. And number 3, bạn Quân nốt đi nào. Em cô là is your me playing the piano? No, she is.
Season. Ừ. Bạn đọc lại cái câu đầu tiên đi ạ. Cái câu hỏi. Cái câu là is your me play in the piano? Is your me? Do. Bạn thêm do vào đây á. Is me thôi. Me thôi nhá, không có do ở đây đâu. Ừ. Khi mà người ta cho mình chữ your friend hoặc là your daddy hoặc là your mommy thì các bạn có thể thêm your vào đây. Nhưng mà đây người ta đã cho mình tên riêng rồi, người ta không cho mình your thì không được cho thêm cái gì vào nhá. Rồi, và câu trả lời là no, she isn't. And number 4 and number 5 want to call Huyền ạ. À? A daily English. No, there isn't. No, there isn't. Bạn đọc lại đi ạ. A daily English. Learning. Are they learning English? Cấu trúc là cấu trúc của câu phủ định là câu nghi vấn á, là động từ to be cộng với cả chủ ngữ cộng với cả động từ thêm đuôi ing, đúng không ạ? Thì ở đây mình người ta cho mình là learn rồi thì mình phải thêm đuôi ing vào cho chữ learn chứ. Thì hiện tại tiếp diễn mà. Yeah. Ừ. Chú ý nhá. Rồi cộng với hỏi chấm. Và các bạn trả lời như thế nào? Yes, they are. Yeah, yes they are. Bạn nhớ nhá, khi mà mình sử dụng they thì mình sẽ không sử dụng y nhá. They là số nhiều, mình phải sử dụng động từ to be là are. Còn sử dụng động từ to be y là khi các bạn chỉ sử dụng ở những cái từ số ít thôi. Ví dụ là he, she, it. He, she, it thì các bạn để sử dụng là y. Còn ở đây là số nhiều thì bạn phải sử dụng a nhá. Từ hai người thì đây là a rồi. I number 5. Are your friends shy in school? Động từ verb của bạn đâu? Are your friends right? Cycling nhá. Cycling to school là đạp xe đi học. Thì các bạn ở đây thì có xe không? Anh bạn trả lời như thế nào? Yes or no? No. No, they aren't. Okay, no, they aren't. Rồi. Đây, các bạn nhìn vào phần remember để giúp cô nhé. Thì khi mà mọi thứ, khi mà cái việc gì mà thường xuyên xảy ra hoặc là đã được sửa chữa thì nó thì đã sử dụng thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì chỉ sử dụng ở trong những cái trường hợp mà nó thường xuyên xảy ra ấy, và hoặc là nó đã được sửa chữa rồi, sửa chữa cái thói quen ấy. Và khi mà cái việc gì đấy nó xảy ra bây giờ, xảy ra hiện tại, nó đang xảy ra hiện tại, ví dụ chúng ta đang học ấy, thì sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhá. Đấy, phân biệt là hai cái thì hiện tại nhá. Và cái phần hiện tại đơn ấy thì các bạn chỉ cần động từ to be cộng với cả verb, động từ to be cộng verb nhá. Còn cái phần hiện tại tiếp diễn thì chúng mình cần phải sử dụng là chủ ngữ cộng động từ to be cộng với cả verb thêm đuôi ing để chỉ là những cái việc gì đang xảy ra ở hiện tại nhá. Nào các bạn ơi, các bạn có thể đặt ví dụ giúp cô. Một ví dụ. Mỗi bạn một ví dụ về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn đâu ạ?
viết vào chat box nhé. Bạn nào không viết được thì thôi đọc cũng được. Bạn Khánh Huyền ạ. We are eating ice cream. Chúng ta đang ăn kem. Và your friend walk to school every day. Có nghĩa là bạn của bạn. À, bạn của tôi. Your friend là bạn của bạn. Bạn cúp xíu. Bạn của bạn đi học đi bộ đến trường hàng ngày phải không? Ok. À nào bạn Quân có ví dụ không ạ? Bạn Quân có thể đọc giúp cô nhé. Hello.
Thôi thôi. Nào, chúng mình đã chuyển sang phần bài tập số 4 nhé. Đó là phần sử dụng những cái từ ở trong cái ngoặc, trong cái dấu ngoặc ấy, để chúng mình viết nó thành thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại hoàn thành. Các bạn nhìn dấu hiệu nhận biết của nó nhé. Ví dụ ở trong câu 1 thì dấu hiệu nhận biết của nó là every day và sometimes. Sometimes thì các bạn phải biết điền nó là cái gì đúng không ạ? Đây, ví dụ như là một cái câu nhìn chữ look chẳng hạn. Look, đó là một câu cảm thán. Một câu cảm thán thì phía sau một câu cảm thán thì mình cần sử dụng thì hiện thì gì? Đó là thì hiện tại họa thì hiện tại tiếp diễn ấy. Câu số 3. Các bạn nhìn thấy là every afternoon. Đó là dấu hiệu biết nhá. Number 4, dấu hiệu biết của nó là now. And number 5 cũng là now tiếp. Nhá. Các bạn có muốn là luôn không? Thôi cô có cho các bạn 5 phút nhé. Cô cho các bạn 5 phút viết vào chat box của cô nhé. Chuyển nhé. 5 phút viết vào chat box nhé. Cô ơi, là bài 4 đúng không cô? Ừ, là bài 4. Bạn vừa chat box nhá. Nếu mà bạn không biết được thì đọc luôn giúp cô được. Tí nữa cô gọi đọc. Rồi. Các bạn ơi, và các bạn chỉ cần viết cái từ mà các bạn cần điền thôi, không cần viết cả câu nhá. Viết cả câu lâu lắm.
Rồi. Cô thấy bài của bạn Huyền rồi. Thì bài của bạn là number one, this doesn't work. Very good. And cycle. Thêm S. Okay. Very good. Câu 2 là look, what is he playing? Okay. Very good. And number 3. Do your friends study? Do your friend studies? Do your friends studies? Okay, very good. And number 4 is I'm writing. Okay, very good. And number 5, he isn't doing his homework now. He reading. Rồi, đúng rồi. Thế là đúng hết rồi nha. Còn bạn mà Quân, yeah. Quân có câu nào bị sai không? So với cả cái đáp án câu vừa chữa của bạn á. Có câu nào bị sai không? Em đọc cho cô, em không lấy cái bút chắc rồi. Ừ, không nhìn được hả? À. My best friend is in booking school every day sometimes see. Sai. Bạn nhìn ở đây nhé. Cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là everyday. Đúng không ạ? Thì cái câu này mình chỉ là hiện tại đơn thôi mà. Hiện tại đơn thì chúng mình chỉ là don't work thôi. Nhá. Còn đây thì hiện tại đơn tiếp tục là sometimes she cycle. Nhưng mà cycle này phải có S bởi vì chủ ngữ là he suy. She, he suy ít thì mình chủ có thêm động từ phải thêm s nha. Rồi, có thêm s của bạn nào? À. Em thua lúc what does he play? Lúc what? Da hả bạn? Động từ to be của cái này là gì? Động từ to be mà. Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại đơn thì chúng mình có thể dùng do da được để khi mà mình hỏi. Còn á, what is he playing? What is á? Còn đây là thì hiện tại tiếp diễn mà. Nhớ cô nói lại nha. Trong cái thì hiện tại đơn ấy, thì chúng mình sử dụng là chủ ngữ cộng với cả động từ chủ ngữ này. Cộng với cả động từ to be là am is are. Oh no. Chủ ngữ cộng với động từ thôi. Còn trong cái trường hợp này á, trong cái trường hợp này, thì hiện tại tiếp diễn thì mình phải sử dụng là chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với cả verb in thì để chỉ những cái hành động đang xảy ra hiện tại, đang xảy ra ở hiện tại ấy. Ví dụ như mình đang học thì we are learning nhá. Và cái dấu hiệu nhận biết của cái hiện tại đơn á, đó chính là everyday, là often, là always. Thì đó là hiện tại đơn. Còn khi mà mình nhìn thấy những cái câu mà câu tình thái này này, những cái câu cảm thán như này là look chấm than hoặc là listen chấm than, đó là một câu cảm thán thì bạn phải sử dụng đó là thì hiện tại tiếp diễn. Và thì hiện tại tiếp diễn còn có những cái còn có những cái dấu hiệu là now, at present, at the moment, mang hàm nghĩa là hiện tại,
Okay. Rồi. Nào, chúng mình làm tiếp phần câu số 3 cho cô nào. Quân nào. Đây là thì gì ạ? Bạn xác định thì trước cho cô nhé. Tiếp diễn ạ. Xác định hình tại tiếp diễn. Bạn nhìn lại đi. Every afternoon này. Every afternoon là mỗi buổi chiều á. Là chỉ những cái thường xuyên xảy ra á. Thì là hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn nhỉ? Đây này. When something often happens or is featured, we use the present simple. Khi mà mọi thứ thường xuyên xảy ra hoặc là nó đã được sửa chữa rồi thì chúng mình sử dụng thì hiện tại đơn. Thì đây là gì? Number 3 là hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn nhỉ? Hiện tại đơn. Ừ. Hiện tại đơn thì bọn mình phải chuyển gì lên? Cái từ để hỏi là gì? Hiện tại đơn mà bạn. Hiện tại đơn mà. Động từ to be chỉ để dành cho câu hiện tại tiếp diễn. Sử dụng do nhá. Do thành từ để hỏi. Do your friend. Thì ở cái này là gì ạ? Thưa cô, do your friend study giữ nguyên. Ừ, đúng rồi, study giữ nguyên. Hiện tại đơn nhá. Cho nên là study giữ nguyên. And number 4, bạn xác định thì đâu cô? Là for là hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi. Thì hiện tại tiếp diễn thì mình phải làm gì? Như cô là mình phải thêm động từ to be. Đúng rồi, động từ to be của ai là gì ạ? Am. Đúng rồi, am. Writing. Đúng rồi, writing. Okay, very good. And number five cái này là thì gì em? Vẫn là hiện tại tiếp diễn. Đúng rồi, có từ nào cuối đúng không? Rồi, hiện tại tiếp diễn thì động từ to be này, xong cộng với cả động từ verb in đúng không? Thêm động từ verb in đúng không? Thì động từ to be là gì? Có not nhá. Isn't. Đúng rồi, isn't. Isn't xong cộng với cả doing đúng không? Rồi, phần cái phần read này, nó vẫn theo cái phần trên. Nó vẫn là hiện tại tiếp diễn. Reading. To be đâu? E-reading nhá. E-reading. Rồi. Rồi, xong hai phần A closed loop 1 và A closed loop 2 thì chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập một tí. Sau đấy chúng mình sẽ nghỉ nhá. Bây giờ mình sẽ làm một chút bài tập. Yeah. Liên quan đến phần phát âm và phần ngữ pháp của các bạn được học ngày hôm nay nhá. Đây các bạn nhìn thấy màn hình chưa? Lại trên Easy Class các bạn. Có nhìn thấy màn hình không? Phần pronunciation á. Đó. Bây giờ nhá. Các bạn nhìn ở đề bài này. What can you see? What can you see là bạn nhìn thấy những cái gì? Label in the picture. Phát âm á. Phát âm các bạn phải ghi những cái từ mà liên quan đến cái bức tranh này vào đây. Bắt đầu bằng P or B. Đây, ví dụ. Thứ nhất là gì ạ? Là pen, là cái bút, thì nó là âm p, pen, ok. Rồi, sang number 2 nhé. Number 2, what is it? Book. No. Book. Book, ok, book. Đúng rồi, cái này là book. Âm b nhá. And what is it?
Baby. Đúng rồi, the baby. And what's that? Con gì đây? Big. Big. Đúng rồi, pig. Pig nha, không phải là big nha. Big mình sẽ chuyển sang từ mới là to lớn ấy. Đây là pig nha. Đọc nặng chữ P với chữ cô nha. And what's that? Con ong. B. Đúng rồi, B. And what is it? Football. Ball. Football. Ball rồi nha. Football là môn đá bóng, còn ball là quả bóng nhá. Ball, football là một môn thể thao, còn một môn thể thao, còn ball là quả bóng nhá. Là ball thôi. And what is it? Picture. Đúng rồi, picture. And what is it? Yes, yes. Bed, đúng rồi, là giường đúng không ạ? Đây là gì? Pizza. Pizza. Mình không bảo là pizza nữa, mình bảo là pizza. 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 Pizza về Việt Nam thì mình đọc như thế thôi, nhưng mà mình sang nước ngoài mình không đọc là pizza nhé. Mình gọi là pizza. Pizza. And what is it? Chả đậu ấy. Đậu của... Đậu là gì hả bạn? Có biết không? Em không ạ. Ừ, phải cô phải nhá. Yeah. Là bean. Bean. Mr. Bean đấy các bạn. Đây là bean. Bean là đậu nhá. Bean là các loại đậu nói chung ấy. Đậu Hà Lan, đậu đỏ, đậu cô ve các thứ là bean hết nhá. Dạ. Yeah. Ốc cua thì tên là đậu của cô. Không, ông ấy chỉ là Bean thôi, không phải là đậu. Ông ấy tên là Mr. Bean. Thì tên ông ấy là Bean, không phải ông ấy dịch là đậu nhá. Thì Bean chả là đậu cô. Không, nhưng mà tên của ông ấy là như thế. Vì không dịch, tên của ông ấy là Mr. Đậu. Là ông đậu, không có nhá. Mình cứ ghi tên thì ông ấy bình thường thôi. Chứ đừng dịch ra ông là ông ấy Mr. Đậu nhá. And some elements. Bát. Bát. Bát nha, không phải là bớt nha. Chabit. And the last one. Cái này dễ nhỉ? Piano. Piano. Đúng rồi, piano. À, và mình sẽ chuyển sang phần vocabulary nha. Cái này là thuộc về cái phần... từ mới mà các bạn học buổi chủ nhật tuần trước á. Thì đây, has là để chỉ describing parts of the body. Có nghĩa là mô tả những cái phần của cơ thể. Những cái phần của cơ thể là cái gì ạ? Là tay, là chân, là mắt, là mũi. Đúng không? Đó là những cái phần của cơ thể. Còn những cái... À, cái này là phần mô tả. Mô tả các phần của cơ thể thì nó là ngắn, là dài này. Ngắn, tay dài, màu tóc các thứ không nọ đấy. Còn phần parts of the body thì nó là các phần của cơ thể, ví dụ như là cánh tay, chân, đầu, rồi tai, rồi môi, rồi miệng á, đó là các phần của cơ thể. Và describing the person thì có nghĩa là mô tả cái tính cách của con người. Mô tả cái tính cách của con người như là cute này, là strong, là weak, là smart, là tall hay là sporty. Đó chính là mô tả những cái về con người. Nó là dễ thương này, nó là khỏe mạnh hoặc là nó là cao lớn chẳng hạn. Đó là những cái từ mà để mô tả về con người. Thì ở đây chúng mình có tất cả là 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 từ. 19 từ thì cái nhiệm vụ của các bạn á là cô đọc đến từ nào là các bạn xếp nó vào 1. Hoặc 2, hoặc 3, hoặc các bạn có thể bảo là xếp vào màu xanh lá cây, hoặc là màu xanh dương, hoặc là màu hồng. Nhá. Xếp nhá. Các bạn, cô đã cho các bạn khoảng 2 phút đọc tất cả những cái từ này. Các bạn có nhìn thấy màn hình không? Có nhìn rõ mà bị mờ không?
Để các bạn cần phải đọc á. Ừ, đây rồi, các bạn đọc nhá. Các bạn đọc xong rồi chút xíu nữa là cô sẽ đọc từng từ một và các bạn sẽ xếp nó vào đâu giúp cô nhá. 11 và 23 sẽ bắt đầu làm nhá. Các bạn ơi, các bạn xong chưa? Các bạn đọc xong chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi. Rồi nhá. Nào, các bạn xếp cái từ long là dài vào đâu ạ? Dạ vào màu đỏ. Long là phần màu đỏ hả? Sao lại thế? Long là dài mà. Còn cái này nhá, màu đỏ là chỉ trẻ để chỉ cái phần các bộ phận của cơ thể là part of the body, là chỉ các bộ phận của cơ thể là cánh tay chân các thứ. Còn cái phần xanh dương là để chỉ là mô tả những cái bộ phận cơ thể như thế nào, nó dài ngắn hay là nó to nhỏ như thế nào ấy. Thì cái phần long này nhá, chúng mình phải chuyển nó vào phần xanh dương nhá. Nào. Dạ. Tiếp tục là short nào. Short thì các bạn yes. Chuyển vào đâu? Dạ xanh dương. Đúng rồi, xanh dương. Đây, arms. Arms, các bạn chuyển vào đâu? Dạ màu đỏ. Đúng rồi. Đó, nó là cánh tay. Cánh tay là bắt đầu từ vai cho đến cái này nhá. Và cánh tay. Còn leg nào? Màu xanh lá cây. Sao lại xanh lá cây hả em? Màu xanh lá cây là để chỉ tính cách của con người ấy, là để chỉ những cái là để mô tả một con người, ví dụ như là cao là thấp, là khỏe mạnh là dễ thương, hoặc là trông rất là nhanh nhẹn chẳng hạn, thì người đấy gọi là mô tả về con người. Còn đây là leg các bạn, leg là chân ấy, là cái cẳng chân ấy, màu đỏ đúng không? Đúng rồi, màu đỏ nhá. And shoulder là cái vai.
Vai ở đâu? Màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ. Hand, hand. Hand là bàn tay. Bàn tay thì ở đâu? Màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ. And eyes. Dạ, màu đỏ. Đúng rồi, eye là mắt đúng không? Đỏ. Feet. Feet là gì? Feet là gì các bạn? Hả? Feet là màu đỏ đúng không? Nhưng mà nghĩa của feet là gì? Feet là số nhiều của foot à? Vậy là chân. Đúng rồi, là bàn chân. Bàn chân nhá. Rồi, và ear. Ear là gì? Ear là lỗ tai. Là tai. Thì lỗ tai. Rồi. And hair. Hair thì đem vào đâu? Dâm màu đỏ. Đúng rồi. Hair là gì bạn? Hair là gì? Dạ là. Đây là tóc. Đúng rồi, là tóc. Head, head là gì ạ bạn? Head mình đem vào đâu? Dâm màu đỏ. Đúng rồi. Là ý nghĩa của nó là gì nhỉ? Dạ là đầu. Đúng rồi, là cái đầu của bên á. Quên một cái đầu ấy. And fat. Fat. Fat là nhanh, dạ nhanh nghẹn. Xanh là cây. Đúng rồi, xanh là cây. Lần này thì đúng ấy, xanh là cây lần này thì đúng. And short. Short này có rồi mà nhỉ? Dù. Short trên này. And cute. Cute là dễ thương á. Thì dễ thương thì các bạn để chỉ cái gì? Điều ở đâu? Xanh là cây ạ. Đúng rồi, xanh là cây. Tính cách rất là dễ thương đúng không? And strong. Strong là gì nhỉ? Dạ, xanh lá cây. Đúng rồi. Nghĩa của strong là gì? Dạ là mạnh. Khỏe mạnh. Khỏe. Mạnh khỏe nhá. Rồi. Còn weak. Weak thì trái nghĩa với strong. Nó là yếu. Yếu ớt á. Thì các bạn đều vào đâu? Dạ. Dạ mà xanh lá. Đúng rồi. Xanh là cây. Smart. Smart thì bằng clever. Bằng với clever lúc nãy. Thì các bạn đều vào đâu nhỉ? Vẫn là một xanh lá cây. Đúng rồi, xanh là cây. And tall. Tall là vẫn cao là xanh này. Vâng. Xanh là cây á. Thì cái này cũng nghĩ là nó phải chuyển lên cái phần xanh lá, à, xanh dương thì đúng hơn. Chủ yếu là cao mà. Chuyển xuống đây cũng được không? Toe, it's quite part of the body. Toe là cao. Ừ, cao, cao thì phải chỉ cả con người luôn. Cả người ấy. And sporty. Sporty là trông cái dáng của các bạn rất là thể thao ấy. Thì phải... Vẫn là xanh lá. Đúng rồi, là xanh lá cây. Sporty là các bạn trông rất là có những cái dáng thể thao ấy. Ví dụ các bạn nào mà đi tập thể thao nhiều thì các bạn sẽ có cái dáng trông rất là khỏe mạnh và trông nó rất là sporty. Rồi. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình kết thúc bài học ở đây nhé. Và hôm nay cô sẽ không ra bài tập cho các bạn bởi vì ngày mai các bạn học tiếp rồi. Thì các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn nhớ là về ôn tập cái cấu trúc của hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn nhá. Lúc này là hơi bị nhầm đấy. Bạn Quân lúc nãy hơi bị nhầm cái hai thì đấy. Nhớ nhá. Các bạn có muốn hỏi gì cô không? Dạ không. Ừ. Dạ không. Thế thì các bạn có thể kết thúc buổi học ở đây nhá. Các bạn có thể rời lớp học nhá. Phải đi ăn cơm nhá. Ừ, chào các bạn. Ngày mai gặp lại nhá. Goodbye. Ừ, goodbye. Goodbye teacher. Bye class. See you again.